Nhìn thì giống nhau nhưng chênh nhau đến 800 ngàn. Mizuno Alpha Pro, Mizuno Alpha Elite khác nhau như thế nào? Video này mình sẽ giúp các bạn phân biệt nha. Điều khác biệt đầu tiên mình nhận thấy rõ nét nhất đó chính là bộ đế. Phiên bản Mizuno Alpha Elite trông có vẻ dày dặn hơn so với phiên bản Mizuno Alpha Pro. Đó là vì công nghệ của Mizuno Alpha Elite là Energy Foam, giúp nâng cao khả năng đệm, tăng sự đàn hồi, giữ chân thoải mái trong suốt 90 phút. Còn ở phiên bản Alpha Pro chỉ là công nghệ giảm chấn bình thường. Đi sâu xuống phía dưới, chúng ta cũng có thể dễ dàng nhận thấy sự khác biệt hoàn toàn về cấu trúc đinh. Phiên bản Alpha Elite được trang bị cấu trúc đinh đúng tròn, nhìn rất là dày dặn, cứng cáp. Còn ở phiên bản Alpha Pro là dạng cấu trúc đinh hình L phổ biến. Dạng đinh này bám sân cũng rất tốt, nhưng có thể nhanh bị mòn hơn sau một thời gian sử dụng. Về phần upper của hai phiên bản dày, mình không cảm nhận được sự khác biệt quá nhiều. Và phần dây cũng tương tự như nhau, đều là dạng dây mỏng, phản quang. Nhưng ngay sau đó, chúng ta sẽ nhận thấy được sự khác biệt nằm ở phần lưỡi dày. Phiên bản Alpha Elite nhìn sang trọng, dày dặn hơn khi ở phía trên được phủ một lớp nhựa mỏng và bên trong còn có cả một lớp đệm êm. Còn ở phiên bản Alpha Pro chỉ là một lớp da bình thường. Đi sâu vào bên trong, hai bên hông dày, cả hai phiên bản đều được trang bị công nghệ Zero Guide Alpha Mesh, và công nghệ này còn được áp dụng cả trên phần lót của phiên bản Elite. Điều này chắc chắn sẽ giúp tăng độ ma sát, hạn chế tối đa sự sọc sạch, tạo cảm giác dày ôm sát chân hơn. Trong khi đó, ở phiên bản Alpha Pro chỉ là dạng lót bình thường. Phần gót phía sau của cả hai phiên bản dày không có quá nhiều sự khác biệt, chỉ đơn giản là khác màu in tên Mizuno Alpha. Ở phiên bản Alpha Elite là màu vàng, còn Alpha Pro là màu đen. Khi xỏ hai đôi giày lên chân, sự khác biệt rõ rệt về bộ đế đã mang lại cảm giác khác nhau. Phiên bản Elite cho mình một cảm nhận ôm chân hơn, chắc chắn hơn. Còn phiên bản Pro thì lại có vẻ nhẹ hơn do bộ đế mỏng hơn, nhưng lại không ôm chân bằng Alpha Elite. Và đó là sự khác biệt giữa phiên bản Pro và phiên bản Elite. Đâu là sự lựa chọn của các bạn?